Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc là một trong 62 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Quần thể di tích này thuộc địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi đây gồm quần thể các di tích lịch sử liên quan đến những chiến công lừng lẫy trong 3 lần dân quân nhà Trần đánh thắng quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỷ thứ 13. Và trong cuộc kháng chiến 10 năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ thứ 15. Nơi đây là nơi gắn liền với thân thế và sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo và cùng nhiều danh nhân văn hóa của dân tộc như Trần Nguyên Đán, Thiền sư Pháp Loa, nhà lãnh đạo Phật giáo Đại Thừa ở thế kỷ thứ 13 nước Đại Việt. Thiền sư Huyền Quang là nhà lãnh đạo Phật giáo Đại Thừa ở Đại Việt thời nhà Trần. Điểm nhấn của khu di tích này là chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong dịp lễ hội mùa thu năm 2012, khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Chùa Côn Sơn. Chùa Côn Sơn tên chữ là Thiên Tư Phúc Tự, nghĩa là chùa được trời ban cho phước lành. Chùa kiến trúc theo kiểu chữ công, gồm tiền đường, thiêu lương, thượng điện, là nơi thờ Phật, trong đó có những tượng Phật từ thời Lê cao tới 3 mét. Tiếp đến là nhà thờ tổ, nơi thờ các vị tổ đã có công tu nghiệp đối với chùa. Điều ngư Trúc Lâm Trần Nhân Tông, Thiền sư Pháp Loa và Thiền sư Huyền Quang. Đường vào tam quan lát gạch chạy dài dưới hàng thông trăm năm phong trần, xen lẫn những tán lá vải thiều sum xuê xanh thẫm. Tam quan được tôn tạo năm 1995, kiểu cổ, có 2 tầng 8 mái với các họa tiết hoa lá, mây tán, cách điệu của nền nghệ thuật kiến trúc thời nhà Lê. Sân chùa có 4 nhà bia. Chùa nằm dưới chân núi Côn Sơn, tương truyền nơi đây là nơi hun gỗ, làm than và đã từng diễn ra trận hỏa công hun giặc, dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh ở thế kỷ thứ 10. Nên ngoài tên là chùa Côn Sơn, núi còn có tên là Kỳ Lân hay núi Hun. Chùa Thiên Tư Phúc Tự trong dân gian quen gọi theo tên núi là chùa Côn Sơn hay còn gọi là chùa Hun. Thiền sư Huyền Quang, vị tổ sư thứ 3 của thiền phái Trúc Lâm, là một thiền phái mang màu sắc dân tộc của Việt Nam, đã về tu ở chùa Côn Sơn. Tại Côn Sơn, Huyền Quang cho lập đài cửu phẩm Liên Hoa, biên tập kinh sách, làm giảng chủ thuyết pháp, phát triển đạo phái không ngừng. Ngày 22 tháng 1 năm Giáp Tuất 1334, Thiền sư Huyền Quang viên tịch tại Côn Sơn. Vua Trần Minh Tông đã cấp cho ruộng để thờ và xây tháp tổ sau chùa, đặc phong tự tháp Huyền Quang Tôn Giả. Chùa Côn Sơn có từ thời nhà Đinh, năm Khai Hiệu Nguyên niên 1329, thời nhà Trần được Pháp Loa tôn tạo với quy mô lớn hơn. Dấu vết của lần trùng tu này còn hiện diện đến ngày nay. Chùa Côn Sơn xưa nay là danh lam cổ tích của đất nước, hiện còn nhiều dấu tích và cổ vật có giá trị. Đền Kiếp Bạc. Kiếp Bạc là tên ghép của hai làng, làng Vạn Yên tức là làng Kiếp và làng Dược Sơn là làng Bạc. Nơi đây là thung lũng chủ phú
xung quanh có dãy núi rồng bao bọc. Vào thế kỷ thứ 13, đây là nơi đóng quân và là nơi phủ đệ của Trần Hưng Đạo, người anh hùng dân tộc, người chỉ huy quân sự tối cao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Đền thờ Trần Hưng Đạo được dựng vào thế kỷ thứ 14 trên một khu đất ở trung tâm thung lũng Kiếp Bạc. Trong đền hiện còn 7 pho tượng bằng đồng, tượng Trần Hưng Đạo, phu nhân, hai con gái, Phạm Ngũ Lão, Nam Tào, Bắc Đầu và 4 bài vị thờ 4 con trai. Hàng năm hội đền được tổ chức vào ngày mất của Trần Hưng Đạo, tức là ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Về đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Nguyễn Trãi được khởi công xây dựng vào ngày 14 tháng 12 năm 2000 trên một khuôn viên đất rộng gần 10.000 m2 tại chân núi Ngũ Nhạc, nằm trong khu vực Thanh Hư Động và gần nơi xảy ngày xưa từng có đền thờ bà Trần Thị Thái, thân mẫu của Nguyễn Trãi. Phía bên phải là dòng suối Côn Sơn chảy từ bắc xuống nam, uốn lượn từ phải qua trái, ôm lấy khu đền. Đền thờ chính hai nhà Tả Vu, Hữu Vu, nghi nôm nội, nghi nôm ngoại, nhà bia, am hóa vàng, cầu vào cổng chính, cầu qua suối Côn Sơn theo kiểu thượng gia hạ kiều, để lên thạch bàn. Nhà từ đền hệ thống sân vườn, đường cấp thoát nước. Ngôi đền chính tựa lưng vào tổ sơn, hai bên tì vào hai dãy núi Ngũ Nhạc và Kỳ Lân là Tả Thanh Long và Hiếu Bạch Hổ. Phía trước có hồ nước rộng, tiếp theo là núi Ngũ Trúc Thôn, đối diện với núi Phượng Hoàng, xa xa là dãy núi An Lạc. Đền thờ Nguyễn Trãi là công trình trọng điểm nằm trong khu quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, kiến trúc theo truyền thống và rất độc đáo, với một nguồn kinh phí lớn cùng với những người có tâm có đức, các nghệ nhân đã từng cần mẫn lao động hơn 2.500 ngày để có được công trình cho ngày hôm nay, thỏa mãn cao nhất nhu cầu du lịch gắn với lịch sử và tâm linh của các thế hệ mai sau. Tại gian tiền tế của đền Kiếp Bạc hiện nay còn trưng bày hai đoạn xương ống chân voi. Tương truyền đây là con voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong khi ra trận bị sa lầy tại cánh đồng gần tỉnh Thái Bình. Mặc dù quân sĩ giúp sức làm mọi cách để cứu voi ra khỏi vũng sa lầy nhưng vẫn không cứu nổi, Hưng Đạo Đại Vương đành phải bỏ lại voi để tiếp tục tiến quân ra chiến trường và có chỉ gươm xuống đất thề sẽ quay lại cứu voi khi thắng trận. Thắng trận trở về đến cánh đồng nơi xưa, voi bị sa lầy nhưng con voi đã chết vì bị chìm lún xuống bùn. Tương truyền hai ống xương chân voi hiện đang đặt tại gian tiền tế đền Kiếp Bạc là xương của con voi trung thành của Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương. Về đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thờ Trần Nguyên Hãn nằm trên đền thờ Nguyễn Trãi, cũng ở ven suối. Trần Nguyên Hãn là đại công thần nhà Lê và là em con cậu ruột của Nguyễn Trãi. Đền thờ Trần Nguyên Đán, đền thờ Trần Nguyên Đán nằm ở phía trên cả đền thờ của Nguyễn Trãi và đền thờ Trần Nguyên Hãn, gần thượng nguồn suối Côn Sơn. Trần Nguyên Đán là ông của Nguyễn Trãi. Các đền này đều rất đẹp và hợp thành một quần thể mới, hoàn toàn hòa hợp với quần thể của chùa Côn Sơn cũ. Năm 1385, Trần Nguyên Đán cùng với vợ đưa cháu ngoại là Nguyễn Trãi về sống tại Côn Sơn. Ông nuôi dạy Nguyễn Trãi trưởng thành. Tại Côn Sơn, ông cùng vợ trồng rừng thông, bãi rẽ và xây dựng quần thể kiến trúc trong núi.
Động Thanh Hư là công trình quy mô hoành tráng với nhiều hạng mục kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, trong đó có các nơi nghỉ ngơi, chơi ngắm và thắng cảnh tiêu biểu mà từ lâu đã trở thành địa danh di tích nổi tiếng đi vào thi ca sử sách ở nhiều thời đại. Năm 1390, quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán tạ thế tại Côn Sơn. Vua Trần nhớ công đức của ông, sắc chỉ cho nhân dân lập đền, tạc tượng, thờ người tướng quốc tại Côn Sơn. Trải qua bao năm tháng, đền thờ xưa không còn. Năm 2005, tỉnh Hải Dương xây dựng đền Thanh Hư trên nền nhà cũ của ông. Giữa rừng Tùng Vách tại Côn Sơn, đền Thanh Hư kiến trúc theo chữ đinh, tòa thiên bái, trồng diêm cổ. Các hai tầng, tám mái uy nghi, đền tựa núi Ngũ Nhạc, minh đường hướng đông nam, hồ Côn Sơn nơi tụ phong, tụ thủy, núi An Lạc làm tiền án, dãy An Sinh, thế Long Trầu. Trong đền hệ thống hoành phi câu đối, đồ thờ bài trí theo nghi lễ truyền thống, tượng quan đại tư đồ thần thái uy nghiêm nhân từ.